nước suy vi, lòng dân siêu tán, Mạc Đăng Dung với tài năng của mình ngày càng khẳng định được vị thế quan trọng trong triều. Năm 1527, trong bối cảnh được cho là lòng người đều hướng về Mạc Đăng Dung, ông đã phế truất vua Lê, lập ra vương triều Mạc trong lịch sử Việt Nam. Mẫu hậu, Mạc Đăng Dung từ cổ trai vào đến kinh thành rồi ạ. Ta còn nghe thần dân trong kinh đều theo Mạc. Nên nay trẫm muốn chuyển ngôi cho Thái sư An Hưng Vương Mạc Đăng Dung. Lần này trở về, ông ta đã dùng quyền. Ý lạ, việc này cần thêm thời gian. Và lại chiếu chuyển ngôi. Sao? Ông ta dám? Mạc Đăng Dung được các quan tướng trụ cột ủng hộ, lại ỷ thế có công đánh bại các thế lực chống đối. Ông ta đưa con lên được thì cũng có thể đẩy con xuống, dễ như là trở bàn tay mà thôi. Nghĩ thái tổ ta nối giữ cơ đồ là do mệnh trời, lòng người cùng hợp cùng ứng. Kế phản nghịch, lòng người đã lìa, mệnh trời không giúp. Khi ấy thần khấu kiến bệ hạ. Chẳng hay bệ hạ Vương Mạc Đăng Dung là người tư chất thông minh, đủ tài văn võ. Chuyện gì vậy ạ? Các ái khanh, trẫm tài mỏng, không thể đảm đương gánh vác quốc gia. Sửa đức, luân giữ mệnh trời, để dân lành được yên vui. Thái sư An Hưng Vương Mạc Đăng Dung. Bệ hạ, bệ hạ, xin bệ hạ hãy suy nghĩ lại. Việc này cần thêm thời. Triều Mạc ra đời là sự kế tiếp của vương triều Lê Sơ. Tôi còn chưa được thảo thì bệ hạ cũng chưa nên vội thoái vị. Chuyện này khó gì. Lại bộ thượng thư Trương Thế Duyệt, ông hãy soạn luôn chiếu chuyển ngôi cho bệ hạ đi. Mạc Đăng Dung, ông nói thế nghĩa là gì? Sao, ông không làm được à? Vậy thì nhân có đông các đại học sĩ Nguyễn Văn Thái ở đây, bệ hạ hãy cho ông ấy soạn chiếu chuyển ngôi được không ạ? Thôi được rồi, được rồi. Nguyễn Văn Thái, người hãy soạn luôn theo ý của Mạc Đăng Dung đi. Thần tuân lệnh. Nghĩ thái tổ ta thừa thời cách mệnh, có được thiên hạ. Các vua truyền nhau nối giữ cơ đồ là do mệnh trời, lòng người cùng hợp cùng ứng nên mới được thế. Cuối đời Hồng Thuận, quốc gia gặp nạn, Trần Cảo đầu têu gây mầm loạn ly, Trịnh Tuy giả trá lập kế phản nghịch, lòng người đã lìa, mệnh trời không giúp. Khi ấy thiên hạ đã không phải là của nhà ta. Ta không có đức lạm giữ ngôi trời, việc gánh vác không kham nổi. Mệnh trời, lòng người đều theo về người có đức. Xét Thái sư An Hưng Vương Mạc Đăng Dung là người tư chất thông minh, đủ tài văn võ. Bên ngoài đánh dẹp bốn phương đều phục, bên trong trị nước trăm họ yên vui. Công đức rất lớn lao, trời người đều quy phục. Nay theo lẽ phải nên nhường ngôi cho, nên cố sửa đức, luân giữ mệnh trời, để dân lành được yên vui. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Năm 1527, Mạc Đăng Dung lên ngôi vua, thành lập nên vương triều Mạc. Có thể thấy, ông đã có một quãng thời gian dài với nhiều hoạt động tích cực trong triều đình nhà Lê để giành ngôi về cho nhà họ Mạc. Triều Mạc ra đời là sự kế tiếp của vương triều Lê Sơ. Triều đại này tồn tại trong 66 năm, đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong lịch sử quân chủ Việt Nam.